Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Định Quán vừa tổ chức đại hội đại biểu khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên thị trấn Định Quán khóa 4 đã thực hiện thành công nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2014-2019. Hàng năm đều tổ chức thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS, chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam. Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội, công tác hội ngày càng có tác dụng thiết thực, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Định Quán phấn đấu hàng năm có trên 90% hội viên và 60% thanh niên được tuyên truyền học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.